mở màn chương trình với ba siêu mẫu nhí Esther, Thiên Ý và Thiên Ngọc. Esther là nhị tiểu thư nhà cô Út sở hữu đôi chân dài, sẽ trở thành Miss USA. Thiên Ngọc là công chúa có cá tính nhanh nhẹn, hai má lúng đồng tiền rất xinh. Thiên Ý là nhà họ Lý, rất sở thích ngâm mình trong nước nóng. Tiếp theo là chàng công tử và hai đại tiểu thư. Max là một công tử rất chi là bảnh trai, sở thích bóng đá, vẽ tranh, họa sĩ trong tương lai. Tori là tiểu thư nhà họ Tống, rất thân thiện, sở thích bơi lội. Sophia sở hữu chiều cao vượt trội, ngoan hiền và thông minh. Và tiếp theo là ba cô gái cực kỳ cá tính. Ivy là công chúa nhà cô Thấm, em rất chăm chỉ, siêng năng, hát rất hay, thích tôn vinh chúa. Hannah cá tính, rất lanh lẹ, rất giỏi tiếng Việt. Anna trông ít nói nhưng rất tình cảm, em hay cười mỉm chi. Và tiếp theo là bộ tư độc đáo. Faye là một đại tiểu thư của gia đình cơ làng, tính tình rất thân thiện, học giỏi, thông minh, thông thạo nhiều câu chuyện trong kinh thánh. Alina, Mackenzie và Kayla là ba công chúa có đôi mắt xe tròn, làn da trắng tinh. Và tiếp theo chúng ta chào đón Tiffany, Sophia là hai chị em có làn da rất trắng trẻo, đôi mắt xe tròn, sở thích du lịch khắp thế giới, thích ăn cơm với nước mắm thuần Việt. Và tiếp theo chúng ta chào đón cặp đôi siêu mẫu ăn ý, đó là Ryan and Anya. Ryan là công tử rất chi là gà lần, sở thích ăn cơm với nước mắm. Anya là công chúa thì mỹ, nết na, yêu thương, dạng dĩ, thích ăn cơm, thịt kho trứng. Và chúng ta tiếp tục chào đón các cặp đôi James Ruth. Ruth là đại tiểu thư nhà anh Huân, cô có sở thích hái hoa nhà thờ. James là cậu bé vâng lời. Abigail là cô bé sở hữu chiều cao rất cao so với bạn đồng lứa. Benjamin là cậu con trai nhà họ Lý, rất thích noi gương cha mình hầu việc Chúa. Và tiếp theo đây sẽ là các siêu mẫu nhí Eris, Sophia, Lucky, Chị Trinh và Sách. Đây là những siêu mẫu cực kỳ trung tín trong nhà của Chúa, thích học lời của Chúa, rất thích những câu chuyện trong Kinh Thánh. Và tiếp theo chúng ta chào đón chàng Jeremy, Dan và Daniel. Jeremy có đôi mắt cười rất duyên, Dan là cậu bé rất lịch lãm, Daniel rất hiền lành, nhanh nhẹn, thích đi vòng quanh nhà thờ. Và tiếp theo chúng ta sẽ chào đón team cuối cùng, đó là Joey, Thiên Vinh, Timothy. Joey là một cô bé cực kỳ cá tính. Sở thích của Joey rất là độc đáo, đó là thích lấy đồ chơi của các bạn khác mà thôi. Còn Jeremy là một cậu bé hiền lành, ít nói và thích ăn cơm với thịt heo. Và tiếp theo đây, các cháu sẽ có lời chúc mừng năm mới cho Hải Thánh. Chúng con xin kính chúc ông bà, cha mẹ năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.